Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng đơn độc hình ảnh người cộng sản cuối cùng. Nếu có một dự đoán về nhân sự cho đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ theo những thông tin rò rỉ trong những ngày vừa qua thì rất nhiều khả năng ông giáo sư Nguyễn Phú Trọng sẽ chấp nhận chính mình là trường hợp đặc biệt và lại ít ra thêm một nửa nhiệm kỳ trong cương vị là tổng bí thư. Bàn với vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng, luật sư tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm từ California đã đưa ra bài viết mang tựa đề Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng và hình ảnh người cộng sản cuối cùng với nội dung như sau. Đại hội lần trước, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói là sẽ ở lại nửa nhiệm kỳ nhằm chấn chỉnh đảng. Nhưng cuối cùng, ông không những đã ở lại suốt nhiệm kỳ cho đến hôm nay mà còn tiếp nhận thêm chức chủ tịch nước nữa. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước vào hôm 23 tháng 10 năm 2018, một thời gian sau khi ông Trần Đại Quang chết đột tử. Kỳ này, tôi nhận thấy ông Nguyễn Phú Trọng lại càng nóng ruột và cương quyết tiếp tục cương vị Tổng Bí thư, dù việc đó có thể gây ra tai tiếng về tham vọng quyền lực bất chấp vấn đề về sức khỏe của ông. Ông rất nôn nóng và cương quyết ở lại, tuy thế xuất phát từ nhận định và đánh giá tình trạng rất bấp bênh và nguy khốn mà con tàu của Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải vượt qua. Ý chí quyền lực này của ông thể hiện một niềm tin thật tâm và chính nghĩa và sứ mệnh liên tục cho Đảng Cộng sản. Ông nhìn chính mình như là một người cứu thế cho giáo hội Đảng khi cả gia sản lịch sử của Đảng và cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bị không ít đảng viên bỏ rơi, về mặt lịch sử thì đã lên đường tan hủy. Khi nhìn vào tập thể nhân sự của Đảng trong Bộ Chính trị hiện nay, giáo sư Trọng không thấy có ai có vóc dáng và tư tưởng lãnh đạo, nhất là niềm tin vững chắc của Đảng và chủ nghĩa Mác Lênin. Mấy năm trước, khi ông Nguyễn Phú Trọng dự định trao ấn tín cho ông Đinh Thế Huynh, nhưng ông đã thất vọng vì ông Huynh không phải là mẫu người cộng sản mà ông muốn có. Ông Nguyễn Phú Trọng sau đó đã nhìn đến ông Trần Quốc Vượng mà mang nhiều kỳ vọng. Nhưng rồi, với ông Vượng, ông có thể lại cũng thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn lại dàn lãnh đạo hiện nay, từ ông Nguyễn Xuân Phúc đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân, hẳn ông Nguyễn Phú Trọng cũng thất vọng. Vấn đề không phải là họ như thế nào mà ở cái nhìn của ông Tổng Bí thư. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang tự hỏi, người cộng sản chân chính với tài năng, nhân cách và vóc dáng xứng đáng lãnh đạo Đảng nay đang ở đâu. Ông Trọng sẽ tiếp tục còn thất vọng và trăn trở bức xúc về bán bài nhân sự cho Đại hội 13 lần này. Vì sao như vậy? Vì thực tế thời đại, con người và phong hóa chính trị hiện nay, người cộng sản chân chính đã ra đi hết cả rồi. Rất có thể ông Trọng là người cộng sản Việt Nam cuối cùng trong niềm tin thành thật với những ảo tưởng của xã hội chủ nghĩa Mác Lênin cứng nhắc. Niềm tin đó đã từng đạt đỉnh cao dưới thời lãnh đạo của ông Lê Duẩn khi chiến tranh vừa chấm dứt và bộc lộ bất cập, buộc phải thay đổi và cũng đã bắt đầu tàn lụi. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Hội nghị Trung ương 14 mới đây. Ông Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo trung kiên duy nhất còn lại, vốn tin tưởng cao độ vào giáo điều chủ nghĩa Mác Lênin cũng như vai trò của Đảng trong tương lai cho Việt Nam. Tôi thực sự tin ông Trọng thành thật nghĩ rằng Đảng sẽ tồn tại mãi mãi như ông có lần nói nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 năm 2030, mùng 3 tháng 2 năm 2015 khi trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam. Chia sẻ về những thành quả đã đạt được cũng như những việc còn băn khoăn, trăn trở, cần phải làm tốt hơn để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Theo lời ông là để Đảng ta mãi trường tồn cùng dân tộc. Cũng xin phép thử phân tích tư duy của vị lãnh đạo cao niên. Bên trong người ông Trọng mang hai lớp tâm thức. Một lớp là niềm tin vào ý thức hệ Mác Lênin như một vị giáo hoàng La Mã tin vào tín lý giáo hội Đảng. Họ tin rằng chỉ có họ mới giữ được cơ đồ. Ngày hôm nay, ông Trọng nhìn vào cơ đồ của Đảng, chắc ông đang phải than, sau ta sẽ là Hồng Thủy. Mà Hồng Thủy chính trị cho Đảng sẽ chắc chắn đến đây không còn là một tiên đoán mà là một dự báo. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang biết điều này, tinh thần cách mạng trên làn sóng yêu nước nguyên sơ và trong sáng từ hồi Hồ Chí Minh đến ông Lê Duẩn nay đã không còn nữa. Chí khí đảng viên và với họ, cái văn hóa kỷ luật hy sinh bản thân, niềm tin sùng bái và lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc nay đang không còn hoặc đã khác. Cho dù ông Trọng có bắt đảng viên phải tôn vinh hương linh ông Hồ Chí Minh bao nhiêu, ông cũng không có khả năng khai sáng lửa thiêng của nền chính trị hoàn toàn mới. Nhất là khi
cũng thấy ý thức quốc dân Việt Nam đang dần sáng tỏ ra dưới ánh sáng mặt trời. Sẽ không còn ai là đảng viên cộng sản chân chính kiểu như xưa nữa, vì con người là sản phẩm của thời đại. Đây là điều ông Trọng nên nhận thức ra. Người ông Trọng đang đi tìm hôm nay là chính ông. Chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng đang đi tìm ông Nguyễn Phú Trọng, và càng lây hoay tìm người kế vị, ông chỉ nhìn thấy chiếc bóng của mình mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhân lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2020. Khi mặt trời ý thức hệ càng lên cao, càng tỏa sáng, thì chiếc bóng của giáo sư Trọng sẽ càng ngắn lại và đậm nét hơn. Chiếc bóng từ con người ông, người Cộng sản Việt Nam cuối cùng đang che khuất hết tầng lớp lãnh đạo hiện nay. Từ nhân cách thành tâm với chủ nghĩa cho đến đầu tóc trắng phau, với vóc dáng nhân hậu nhưng cương quyết, với cặp kính trắng trên khuôn mặt thông thái của một vị giáo sư triết học, giọng Bắc Hà Nội chuẩn, ông Trọng xứng đáng là một vị lãnh đạo vạn tuế dành cho Đảng. Và chúng ta hãy cầu mong cho ông Trọng nhận ra nguy cơ này để chính ông sẽ can đảm và sáng suốt đi tìm một con lộ khác, hợp thời, hợp nhân tâm và mong mỏi của nhân dân cho cơ đồ Tổ quốc Việt Nam. Và nếu được như thế thì sẽ cảnh báo Hồng Thủy sẽ không tới. Nhưng nếu ông vẫn khư khư, còn cứ nghĩ rằng chỉ có ông là duy nhất mới cứu được quốc gia này, thì hãy nhớ đến điều mà nhân gian hay nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi cũng nghĩ cái ước mơ trường tồn cùng dân tộc cho Đảng không phải là điều mà nhân dân ta mong mỏi. Và xin ông Trọng hãy đừng suy nghĩ chính ta là quốc gia, mà trái lại, không ai là quốc gia cả. Quốc gia và vận nước sẽ đi theo lòng dân với những quy luật khắt khe của chúng. Đại hội 13 sắp tới sẽ là một cơ hội lớn cho Đảng và cá nhân ông Trọng dám tiến hành một cuộc cách mạng thể chế, đem vận hội nước nhà và bước ngoặt mới nhằm sang trang lịch sử cho dân tộc Việt Nam. Đây là hình ảnh cuộc trưng cầu dân ý sửa hiến pháp mới đây ở Nga đã tạo điều kiện cho Tổng thống Nga Putin có thể nắm quyền suốt đời. Được như thế, nó sẽ làm cho gia sản lớn cho ý tưởng và cuộc đời ông Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam oai hùng. Nhận định quanh phương án ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ khai mạc vào cuối tuần này. Ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu sinh, tiến sĩ tại Đại học Victoria ở New Zealand đưa ra bình luận như sau. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư thì đó là một điều bất thường, bởi vì sau cái kết thúc chiến tranh, điều lệ Đảng quy định cá nhân không được giữ chức vụ này quá 2 lần. Lần này nhất, gần đây nhất là đại hội có hiện tượng bất thường như thế, và vào đại hội 7 năm 1996 khi Ban chấp hành Trung ương không thể thống nhất vị trí lãnh đạo và phải hơn một năm sau mới bầu ông Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư ở một hội nghị Trung ương. Nếu ông Trọng tiếp tục nắm quyền, điều đó có nghĩa là Bộ Chính trị nói riêng và Ban chấp hành Trung ương nói chung chưa thống nhất hay chưa tin tưởng đội ngũ lãnh đạo kế cận để chuyển giao như đã xảy ra ở đại hội 7. Ông Nguyễn Phú Trọng với uy tín chính trị của mình dễ dàng ổn định tình hình để tìm kiếm người thay thế phù hợp, vừa tránh xáo trộn trong bộ máy lại vừa đảm bảo di sản của mình không bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất của phương án này là tính ổn định cả về thể chế. Dù có thể ông Nguyễn Phú Trọng có tâm ý tốt, không ai có thể đảm bảo các lãnh đạo về sau không cố gắng dẹp bỏ nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng, sửa điều lệ hay vin vào trường hợp đặc biệt để tham gia tham quyền cố vị. Đây là vấn đề hoàng đế tồi mà bất kỳ thể chế chuyên quyền nào cũng gặp phải. Phá bỏ thể chế thì dễ, nhưng xây lại thì rất khó. Nếu xét về số lượng đảng viên bị kỷ luật từ cấp cơ sở cho đến ủy viên Bộ Chính trị, có thể thấy Đảng dưới nhiệm kỳ 2 của ông Trọng thực sự tạo được ấn tượng trong công tác làm sạch nội bộ. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang vừa bị bắt, trong khi ông Đinh La Thăng cũng bị 3 lần bản án tù chồng lẫn nhau vì xử các hình thức khác nhau. Tất nhiên, việc chống tham nhũng có đi liền với trung thanh trừng đối thủ chính trị hay không là vấn đề đỏ ngỏ, và chúng ta chưa biết được câu trả lời chính xác. Mặt khác, những nỗ lực đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng xuất phát từ trên xuống bằng cách tập trung nhiều hơn quyền lực cho các cơ quan thanh tra, giám sát như Ủy ban Kiểm tra Trung ương hay Thanh tra Chính phủ. Hệ lụy của việc tập trung quyền lực này sẽ rất lớn nếu không có ai giám sát người giám sát. Tình thế lưỡng nan này có thể giải quyết bằng việc tạo điều kiện cho quá trình giám sát từ dưới lên, sự tham gia của người dân và các tổ chức dân sự. Nhưng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua, chưa có nhiều chuyển biến cho thấy thay đổi luật này, và luật về hội sau hơn 20 năm thảo luận vẫn chưa được đưa ra Quốc hội, trong khi môi trường báo chí truyền thông đang có xu hướng bị siết chặt thêm. Xét về lý thuyết,
toàn bộ các ủy viên Bộ Chính trị hiện tại không chịu hình thức kỷ luật nào đều được coi là ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư. Tuy nhiên, khi xét kỹ từng ứng viên, hầu như ai cũng có những điểm chưa hoàn hảo về hồ sơ như nhiều nhà phân tích chỉ ra trước đây. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn tiếp tục ở lại, thì đây rõ ràng là một điểm ông tận dụng để thuyết phục Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên, cần hiểu là dù đang ở lãnh đạo có quyền lực nhất của Việt Nam kể từ sau ông Lê Duẩn, ông Trọng vẫn phải thuyết phục Ban Chấp hành Trung ương và sau đó là Đại hội Đảng chấp nhận phương án của mình. Đây không phải là điều dễ dàng. Khi Bộ Chính trị dưới sự điều hành của ông Trọng muốn kỷ luật đồng chí X vào năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương đã phủ quyết. Đó là lý do không nhỏ và cũng hết sức rủi ro cho phương án ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng đơn độc, hình ảnh người Cộng sản cuối cùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.